hãy ấn nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất của mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bảo tàng chiến thắng B52, thời gian mở cửa các ngày trong tuần trừ thứ hai và thứ sáu các bạn nhé. Buổi sáng là từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều là 13 giờ đến 16 giờ. Các bạn lưu ý đến đây tham quan thì sẽ nhớ đến cái lịch của đơn vị người ta thông báo đây nhá. Hôm nay mình review cho các bạn xem bảo tàng chiến lược B52. Địa chỉ 157 Đội Cấn, Ba Đình, quận Hà Nội. Mời các bạn vào xem nhé. Ôi, xác máy bay. Xác máy bay to quá. Đây là động cơ. Máy bay chiến lược. Sải cánh 56,39m. Diện tích cánh 371,6m2. Chiều dài toàn bộ 49,05m. Chiều cao toàn bộ 12,4m. Trọng lượng rộng 77.200 kg, 77 tấn. Tốc độ tối đa 957. Tốc độ tối đa km/h là độ cao 595m. Tốc độ hành trình ở độ cao 509m đến 819m. Ôi, mình quay. Mời các bạn tham quan tiếp, mình quay cho các bạn xem nhá. Ủa, chắc là động cơ. À mà. Máy bay ném bom chiến lược bị bắn rơi. Đây là cái một phần của động cơ máy bay B52. Một phần của động cơ. Đây phần cánh của nó đây. Đạn pháo bắn. Ngồi lốp. Vỏ của bom. Các bạn ơi, đây vỏ của bom. Cánh của máy bay. Sau khi bị bắn rơi để còn xác lại. Thật chứ nhỉ, cánh nó này, phần đuôi cánh bị bắn, sau khi bị bắn nó vỡ ra như này, toàn đinh vít, sợ bao năm mà không thấy gì cả, không gì này.
đuôi máy bay. Bên này là pháo tên lửa. Bệ phóng tên lửa SAM-2, tiểu đoàn 59, trung đoàn 261, tên lửa phòng không đơn vị anh hùng, sử dụng bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay B-52 đầu tiên trong cuộc tập kích chiến lược máy bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội hồi 20 giờ 13 phút ngày 18 tháng 12 năm 1972. Xác máy bay rơi xuống cánh đồng chuông, xã Phủ Lộ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đây là một phần động cơ còn lại. Chọn thêm. Nó như cái gì này? Khoang của nó. Mình quay lại toàn cảnh cho các bạn xem nhé. Bạn bè nội có thể vào đây tham quan bảo tàng B-52 này, bảo tàng chiến thắng B-52. Còn đây là máy bay MiG-21 số hiệu 5033, bộ đội không quân Việt Nam sử dụng chiến đấu bảo vệ Hà Nội, bắn rơi 3 máy bay F-4 của Mỹ năm 1972. Ây da, con máy bay này bé đấy các bạn. Máy bay này rất bé, MiG-21 thì bé thôi. Mình quay cho các bạn xem nhé. Các bạn cứ theo dõi nhé, tí mình quay vào trong bảo tàng mình quay hết cho các bạn xem. Đây mình đang bên quay bên ngoài. Đây là máy bay MiG-21. Máy tiêm kích cái này dùng để đây là những quả tên lửa này. Đấy. Máy bay này dùng để tấn công các máy bay khác của Mỹ. Đây là máy bay của bộ đội. Mình đọc lại cho các bạn xem nhé. Các bạn đọc. Đây là máy bay MiG-21 số hiệu 5033 của bộ đội không quân Việt Nam sử dụng chiến đấu bảo vệ Hà Nội, bắn rơi 3 máy bay của Mỹ năm 1972. Ây da. À phết. Máy bay MiG-21 này nhỏ bé thật đấy. Chiều dài của nó chắc theo mắt thường mình nó khoảng tầm 12 mét, 10 đến 12 mét. Đường kính rộng này chắc khoảng tầm 1,5 mét. Dài cánh còn tầm 4-5 mét thôi. Bé mà. Thế mà bắn cả rơi cả máy bay to. Thật. Đây toàn cảnh.